Cả nhà thân thương ơi, sáng ngày hôm nay Hazuko lại đi chạy dọc bờ biển, chạy xe đạp cùng với một cô bạn. Đó, cảm giác chạy xe đạp dọc bờ biển chở cùng hai cô bạn, cùng hai người trên một chiếc xe đạp rất là thú vị. Và đây là cái chỗ mà một cái trường đại học của cái thành phố, của một cái hòn đảo Port-au-Prince. Đại học nhỏ thôi nhưng mà sau khuôn viên trường đại học thì chúng ta có thể đi bộ ra đây để chúng ta thấy những chú chim, rất là nhiều pelican. Đó, cả nhà thấy không? Pelican nó ở phía xa kia kìa, nó đang chắc là đang ngủ à, nó không có chịu bay đi. Mình kêu la ở Mỹ nó cũng không có bay đi. Đó, rất là nhiều seagull là chim hải âu ở biển, và phía sau là gì đó, pelican. Đó, pelican. Còn đây cũng là những chú chim. Cả nhà thấy đó, hôm nay muỗi nhiều quá. Còn phía sau cũng là những cái chú chim, cũng rất là lười biếng, cứ thế là thư giãn thôi. Và ở đây thì khi mà chúng ta đến xem, chúng ta cũng không có chọc phá chim gì cả, cho nên là chim to chim bé gì cũng rất là thư giãn, chứ không có căng thẳng gì cả. Cho nên họ thấy người, chim thấy người, nó cũng giống như là mình, giống như một cái đồng loại thôi, không có gì là ghê gớm cả. Đó, một cảm giác rất là tuyệt vời. Và bây giờ tụi mình lại tiếp tục đi tiếp. Và ngày hôm nay đi du lịch qua màn ảnh nhỏ, và ngày hôm nay lại tiếp tục đi xe đạp, hai người trên một chiếc xe đạp, cảm giác rất là thú vị. Cảm ơn cả nhà đã xem video, đừng quên like và subscribe cho channel của Hazuko nhé. Đó, đằng sau khuôn viên trường đại học, cả nhà thấy khung cảnh rất là hoang dã, hoang sơ. Người nước ngoài họ lại thích những cái cảnh như thế này, rất là hoang sơ và hoang dã. Đó, còn phía xa kia là trường đại học đó. Một cái trường đại học ở đây, mình không biết họ dạy môn gì, nhưng mà một trường rất là nhỏ thôi. Nhưng mà trường đại học nhỏ này, nhưng mà có hai nhân vật, hai người rất là giàu có, cũng đã donate cho trường rất là nhiều tiền nhé. $500,000 với một người là $200,000. Và họ tạo những cái bức tượng hình con cá voi á, để họ lưu niệm cái chuyện đó. Thì ở đây quý vị, nhiều người giàu người ta sẵn sàng donate tài sản cho trường học, cho nhà thờ, hoặc là cho những cái tổ chức phi lợi nhuận để giúp đỡ trẻ em nghèo khó. Một khung cảnh rất là hoang sơ. Trường đại học thì trước đó Hazuko quay rồi, cũng không cần quay lại cho cả nhà xem. Chủ yếu ngày hôm nay là quay pelican và những cái cảnh hoang sơ hoang dã này. Và nó nằm sát biển luôn nha quý vị. Phía xa kia là đằng sau cái chỗ mà chim đậu này á, thì nó là một cái bờ kè để mà người ta câu cá đó. Cho nên chúng ta có thể ngồi ở đây, chúng ta ngắm mặt trời lặn, chúng ta ngắm mặt trời lên, cũng rất là lý tưởng. Beautiful. Và bây giờ lại tiếp tục hành trình khám phá và quan sát. Hi Julian, you see a large seagulls and two pelican. Ooh, pelican, fly, fly. Go to look fish. Oh my God, pelican lazy. Maybe pelican sleep. Oh my God, not good lazy. Bye bye. Love family Gilson. Ooh. Many, many pelican. A lot. Yeah. A lot. A lot. Yes. A lot. Ooh, pelican, see. Ooh. Wow. Where are y'all? Ariana, Jojo, Jojo. You love Jojo? Oh, you see? Jojo. Jojo love Ariana.